Kính thưa quý vị, tin từ New York, Hoa Kỳ. Lại một lần nữa, nhiều hình ảnh chụp từ khách du lịch bắt quả tang nữ minh tinh điện ảnh Hollywood, cô Tilda Swinton đã lén lút ngủ trưa trong một tủ kính tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật New York. Đây không phải là lần đầu tiên Tilda Swinton bị bắt quả tang ngủ trưa một cách lén lút. Nữ tài tử Swinton đã thắng giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc vào năm 2007 trong bộ phim Michael Clayton. Lần sau cùng cô bị bắt quả tang ngủ trộm vào buổi trưa vào cuối tháng 3 vừa qua. Khách tham quan khi nhìn một thân hình đang nằm ngủ trong tủ, tưởng rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật nói về một con người trong trạng thái ngủ. Nhưng đâu ngờ đây là nữ minh tinh điện ảnh Hollywood Tilda Swinton đang ngủ trộm vào buổi trưa. Khách viếng thăm Viện Bảo tàng Nghệ thuật tại thành phố New York đã chụp nhiều tấm hình nữ minh tinh điện ảnh Tilda Swinton ngủ trộm trong buổi trưa trong một tủ kính.